trọng, quyến rũ nhưng không kém phần cháy chung sẽ là những mỹ từ để Trang có thể dùng để miêu tả với siêu phẩm lần này mà Melia mang đến cho khách hàng. Với thiết kế lần này của chúng ta, trong 3 giây đầu tiên, Trang nghĩ rằng các chị em sẽ cảm thấy rất ấn tượng với một kiểu thiết kế vô cùng tiểu thư này và cực kỳ là tươi trẻ. Dòng chất liệu của chúng ta sẽ là dòng chất liệu vải ren con công cao cấp. Đây là một nền chất liệu cực kỳ là mới, nhưng mà Trang nghĩ rằng là các chị sẽ cảm thấy hút hồn bởi vì nền ren của nó rất là đẹp, và trên bề mặt của vải thì sẽ hơi có độ ánh chai nhẹ nhàng nhờ một chất liệu vải tơ ánh chai được thiết kế trên một tạo hình chiếc nơ rất là xinh xắn ở ngay giữa phần ngực. Trang nghĩ rằng là đây sẽ là một chi tiết mà có rất nhiều chị khách hàng nào mà chúng ta theo đuổi cái phong cách tiểu thư này, sang chảnh này, thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất là thích cái chi tiết này. Ngoài ra thì Melia sẽ còn đính kết thêm với một viên pha lê sáng lấp lánh nữa. Phần vai của chúng ta sẽ được thiết kế theo kiểu bất đối xứng nhé. Phần một bên vai thì sẽ có một phần thiết kế trễ vai và bản to để giúp các chị em có thể che khuyết điểm bắp tay rất là tốt. Và những dáng đầm ôm thì sẽ luôn luôn biết cách chiếm trọn trái tim của tất cả các quý cô xinh đẹp nhà Melia Luxury nhờ sự tôn dáng mà nó đem lại. Đằng sau váy sẽ có sẻ nên là chị em mình thoải mái di chuyển đi lại ạ. Quả là một sự xinh đẹp mà chúng ta không nên bỏ lỡ, và sẽ có hai cách thức để chúng mình có thể đặt hàng. Một là nếu như có thời gian thì hãy qua showroom thử trực tiếp các chị nhé. Hai là nếu như mình không có thời gian thì chúng ta hoàn toàn có thể giúp em đặt hàng online. Melia sẽ cho các chị được toàn quyền kiểm tra hàng thoải mái, và đặc biệt là bên em miễn phí ship toàn quốc đấy ạ. Melia, mặc đẹp để thành công.